Vâng, xin chào tất cả các bác yêu audio. Các bác vừa nghe âm thanh phát ra từ một đôi loa có đường kính 30 cm, đôi loa đến từ Mỹ, có thương hiệu cực kỳ nổi tiếng mà nó đã được tuyệt chủng từ rất lâu rồi, đó là đôi loa Chisolic. Bass 30 nó có cái sự khác biệt hoàn toàn với bass 20. Mà các bác nghe đôi loa này, nghe cái tiếng gầm gừ của nó thực sự là đã, thực sự là thích. Tiếng trầm của nó thì quên sầu luôn. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Nó thật sự tuyệt vời, nó gầm gừ nghe đã các bạn, nghe đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Đôi loa này nó được thiết kế rất cao cấp mà các bác như vậy, nên là giá của đôi loa này sẽ rất mặn mà. Bác nào cảm thấy phù hợp với chất âm, phù hợp với cách chơi của mình thì các bác hãy đầu tư. Rồi, đôi loa được thiết kế thì giống hệt như cái đôi Chisolic của Bass 20. Như lần trước em đã giới thiệu thôi. Nó được thiết kế cái màng giấy của nó khá là dày dặn, và bên cạnh đó là cái màng, cái gân vải xếp, và nó được tẩm một cái keo dưỡng màu đỏ rất là đẹp. Ở giữa đó là một cái đom titan được mạ vàng. Không biết có phải vàng thật hay không, nhưng mà theo thông tin của người bán thì nó được mạ vàng. Và nó là cái đom titan để nó lấy cái giải cao nó tốt. Con này full zanger nha các bác nhé, không phải loa giải rộng, full zanger luôn. Rồi, âm thanh thì nghe rồi, bây giờ chả biết nói gì hơn nữa. Chúng ta sẽ lại gần để xem hình thức của em nó ra sao. Nó thực sự đồ sộ, đúng hàng cao cấp, nó có khác một chút. Rồi, ok. Đợi tí để tắt cái âm ly này cho nó an toàn các bạn. Tháo cái dây chọc vào cái đó, thật sự là mê ly
không biết nói gì hơn các bạn. Đây, tuyệt vời luôn. Nhiều con Antec chạy xa đấy các bạn. Rồi, ok đây, các bạn nhìn đây, nó thực sự là đẹp nhá, thực sự tuyệt vời, hoàn hảo, không có điểm gì trừ. Đấy, các bạn nhìn này, quá là tuyệt vời luôn. Đấy. À, đây. Cái đom của nó giữa có một vài cái lốt nho nhỏ bị như là bị nhăn nhăn này, đang bị cái gì động vào nó hơi nhăn nhăn một chút, không ảnh hưởng, nó quá là nhỏ bé, chúng ta không để đến bên này, rất là đẹp đúng không? Ở đây có một cái vết gì đấy nó nhăn nhăn đấy các bạn nhìn, nó quá là nhỏ bé nên chúng ta không thể nhìn, không phân biệt được, nhìn quá là kỹ thì chúng ta mới biết được, còn lại nó rất hoàn hảo, rất đẹp. À, rồi để lần mặt sau nó được thiết kế một cái xương đúc, đây cái bề mặt xương đúc của nó dày như thế này, xương đúc của nó dày như thế này các bạn, nó được thiết kế cái xương đúc cực kỳ dày dặn, chắc chắn, chống rung rất tốt. Nào. Chứ quá là đã đời. Rồi, ok, các bác đây, đằng sau đây. Em nó quá tuyệt vời luôn không? Không có gì để chê nữa. Chỗ này bụi bẩn còn chưa vệ sinh. Bên này nó dính cái giấy gì? Dính cái giấy này nhiều cái băng keo. Nhiều cái băng keo dính vào đây, thôi kệ nó đi, bóc sau. Rồi ok, modem của con này là 12, hình như là nó ghi số 8 ở đây thì là dòng cho 8 inch, 12 đây là 12 inch hay sao. Đấy các bạn nhìn, quá là đẹp luôn nhá. Thôi em cũng không cần phải giới thiệu, chứ nó không phải, nó sở hữu một cái cụm từ cặn Andico, nó quá là to luôn. Nó cụm từ nó to hơn cả JBL. Những cái cụm từ Andico của JBL thì con này cụm từ nó còn to hơn cụm từ Andico của JBL. Nó rất là đẹp, xương cực kỳ chắc chắn, cực kỳ tuyệt vời. Rồi, ok. Con này giá em đã nói rồi đúng không? Giá sẽ mặn mà. Bác nào cảm thấy phù hợp với cách chơi của mình thì chúng ta hãy đầu tư. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.